Mình sẽ nhìn thấy ở đây nó có chữ nó gì có đi tiếng Việt không? Tiếng Anh hết chị, tiếng Anh hết. Đấy thì khi bật máy lên thì nó ở đây nó có chữ gì đi như này là được sử dụng này. Thì hàng đầu tiên của mình nó sẽ là hàng khay giấy. À, hàng khay giấy thì tức là ở đây mình sẽ có 3 khay này, khay 1, khay 2, khay 3 này. Thực ra thì có 4 khay cơ, nhưng mà cái hàng khay 4 này là cái khay mà hay in bìa. Tức là nếu như mà mình in cái bìa xanh thì mình sẽ hàng cái khay hay khay 4 này là khay vai bát. Vâng đúng rồi, khay vai bát là khay đặt ngoài đây này. Đấy thì tổng nó sẽ là 4 khay. Thế vì mình hình dung là khay 1 em đang đặt giấy thì nó sẽ báo CD, nhưng khay 2 mình không đặt giấy thì nó sẽ báo là Add Paper to Chai 2. Đấy mình cứ hình dung là không có giấy ở khay nào thì nó báo khay đấy thì được mình rồi. Không sử dụng được. Và nút Start này nó sẽ báo đỏ này. Nút Start mà báo đỏ thì không làm gì được. Đấy, còn đôi khi nút vào tắt màu xanh thì mình sẽ hoạt động bình thường. Đấy, đầu tiên là về hàng khay giấy. Hàng thứ hai là hàng phóng to thu nhỏ. Trong cái trường hợp mình photo mà muốn phóng to thu nhỏ thì mình dùng đến cái phóng to thu nhỏ này. Chẳng hạn như mình từ phóng từ A4 này lên A3, mình dùng sẽ là A4 lên A3 này. Là nó mặc định ở đây nó sẽ là 141%. Còn A3 về A4 thì là mặc định về 71%. Ngoài ra thì là mình có thể là chỉnh theo cái phần trăm thu nhỏ của mình là qua cái này. Đấy, tí này em sẽ giới thiệu sâu hơn thì qua cái này thì mình biết rồi. Thì cái đấy là hàng về phóng to cho nhỏ, còn không dùng mình sẽ không bỏ qua bước đấy. Cái hàng thứ ba là liên quan đến phần ghép mặt và đảo mặt. Một mặt thì không cần chọn cái gì cả. Còn khi chọn vào thì nó ở đây nó có chức năng thứ nhất là hai tờ một mặt ghép thành một tờ hai mặt. Được chưa? Từ tờ hai mặt sang tờ hai mặt. Và cái chức năng này nữa là chức năng thường là photo chứng minh thư. Thì tí em sẽ hướng dẫn cái đấy. Còn hàng thứ tư, bây giờ đến hàng thứ tư là hàng sắp xếp. Thì nếu như anh không chọn sắp xếp thì mặc định nó sẽ ra theo kiểu là 111 222 333 đúng không ạ? Thế còn đâu nếu chọn thì nó sẽ ra 123 123 123 thì lúc đấy mình chỉ việc chọn và mình ghi thôi. Đấy, đấy là về phần hàng tất cả cái phần trên này. Ngoài ra thì bên phía bên này thì mình sẽ chọn về cái chế độ. Tức là nếu text thì chỉ photo chữ không thôi. Nếu muốn photo đẹp hơn thì chọn text photo là trong cái trường hợp là vừa có chữ vừa có hình ảnh. Còn photo thì nó chỉ là ảnh là rất là đẹp, còn palette là photo những cái gì mà liên quan đến dấu hoặc là những cái chữ màu xanh ấy, thì nó sẽ hơi mờ thì mình sẽ chọn cái chức năng palette này. Đấy, ngoài ra thì cái cuối đây thì mình sẽ có thêm một cái gọi là tăng đậm nhạt của máy đây. Đấy, thì đậm nhạt, tăng đậm nhạt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào. Đầu tiên photo thì mình sẽ có hai cái photo này. Thứ nhất là photo ở trên khay ADS, đây người ta gọi là khay tự động. Còn bên dưới này người ta gọi là khay thủ công là mình phải đặt bằng tay. Bây giờ em thử cái tờ này, ví dụ bây giờ tờ này một mặt không thôi. Thì về nguyên tắc khi làm việc thì tốt nhất là mình cứ chọn nút cái reset này đi để nó quay về mặc định ban đầu. Được chưa? Bây giờ mình bắt đầu mình chạy, ấn start thôi này. Đó, thì nó sẽ chạy chạy. Đó, hết giấy. Mình có giấy chưa? Thì đây là tờ photo này. Nhát được luôn. Nhát được, quan trọng ở đây. Đây là mình sẽ cho giấy vào đây. Nếu tờ của mình thì mình nên để là nếu mà mình in một tờ một mặt ấy, thì cái tờ không có chữ mình sẽ ngửa lên nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào này. Bây giờ nếu như anh chạy như thế này thì anh không được chọn khay giấy, bởi vì khay giấy em đang để là A4 ngang như thế này, nhưng mà giấy anh lại đặt dọc như thế này thì anh đừng chọn khay giấy nhé, mà anh để auto select, tức là để tự động nó chọn. Còn đâu nếu anh chọn ép ấy là nó sẽ ra giấy sai. Còn đâu nếu đúng thì anh phải để như thế này mới đúng này. Đúng rồi, còn không thì anh cứ để như thế này cũng được. Xong sau đó thì anh chọn cho em auto paper này thì tự động nó sẽ kéo giấy. Mình sẽ thử lại này. Đấy, đây chính là ra tờ giấy của mình đây rồi. Đây cái tờ của mình photo ra đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Tờ hai tờ như nhau, không biết tờ nào tờ gốc. Đấy đúng không? Okay. Được chưa? Bây giờ đến tờ hai mặt sang tờ hai mặt thôi, đặt vào đây. Chức năng tiếp theo này, cái nó không sao. Chức năng hai mặt sang chức năng hai mặt đây này. Được chưa? Thì bắt đầu mình chọn này. Thì tự động nó sẽ đảo trong này thôi. Một theo tu. Đấy đúng không? Đấy là chức năng hai mặt. Còn ghép mặt thì chức năng này thế thôi. Ghép mặt là gì? Ghép mặt là hai tờ này và mình ghép vào thành tờ hai mặt. Đấy. Thì đây nó sẽ ra tờ hai mặt này. Được chưa? Đấy. Thế còn đâu là cái chức năng chứng minh thư thì anh biết photo chưa? Chứng minh thư ạ. Đâu cho em mở đơn. Anh lên photo ghép mặt xem ấy. Bây giờ ghép mặt thì đơn giản mà. Đây, bây giờ ví dụ như hai tờ một mặt vào đây thôi. Đây bây giờ hai tờ một mặt mình đặt vào đây. Mình chọn chức năng ghép mặt đây. Reset này. Chức năng ghép mặt này. Start này. Đấy, thì tự động nó sẽ ghép thành tờ hai mặt thôi. Đấy thì nó sẽ ra tờ hai mặt cho mình không? Alo ạ? Thì nó ra tờ hai mặt cho mình. Đấy, thế còn bây giờ đến cái photo chứng minh thư đây.
bây giờ đầu tiên là mình sẽ như thế này, cô tôi chứng minh thư thì đầu tiên mình sẽ ấn reset đi này, được chưa? Chọn chức năng này này. Đó. Và mình sẽ phải chọn em full size giúp em nhé. Full size A4 full size và như thế này. Xong đó. Sau đó thì mình sẽ đặt cái chứng minh thư của mình. Đầu tiên mình sẽ đặt như thế này trước đây. Đấy, đặt như thế, cứ từ từ quay. Đấy, xong sau đó thì mình ấn start lần đầu để nó lấy cái mặt vừa rồi. Quay từ từ thôi, đừng giật giật hình. Đấy, xong sau đó thì mặt thứ hai thì mình lại đặt ngược nó lên. Đặt ngược nó lên. Xong sau đó thì mình đặt ngược vị trí này. Mình chỉ lùi xuống một tí thôi để cho nó gần nhau lại. Xong sau đó thì ấn start. Đấy thì bây giờ nó sẽ ra rồi chứng minh thư cho mình thôi. Đấy. Còn ngoài ra thì muốn cây bức ảnh nên hơi bị đen thì mình chọn sang chế độ photo vừa như vừa em bảo đấy. Bây giờ em thử chế độ photo nhá, thử xem là nó có đẹp hơn không nhá. Tức là chọn chế độ photo hoặc chế độ palette thì hoặc cho cái màu của nó đậm giảm đi. Bởi vì chứng minh thư của nó là màu đẹp, màu mà cái chứng minh thư nó không đẹp đấy thì anh chị nhìn có phải là so sánh giữa hai cái thì một cái photo một cái ảnh thì cái thằng này nó sẽ mịn hơn một chút đâu. Đấy, còn thằng này thì nó hơi sắc sâu hơn. Còn đâu cái đấy thì mình cứ hình dung là như thế. Đấy. Xong sau đó thì trước khi làm cái gì thì cứ nhớ giúp em là ấn reset đi để nó quay về mặt bình thường nào. Đấy, cơ bản nó chỉ có thế thôi.